Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые граждане России, các công dân nước Nga kính mến, дорогие ветераны, các cựu chiến binh thân mến, товарищи солдаты и матросы, các đồng chí binh лính và thủy thủ, trung sĩ và thượng sĩ, hoa tiêu và chuẩn úy, товарищи офицеры, các đồng chí sĩ quan, tướng lĩnh và đô đốc, поздравляю вас с днем, chúc мừng các бạn nhân ngày chiến thắng vĩ đại, защита Родины, công cuộc bảo vệ Tổ quốc khi số phận của nó được định đoạt luôn luôn là thiêng liêng. Với tình cảm yêu nước chân chính đó, dân quân của Minin Pozhatsky đã đứng lên bảo vệ Tổ quốc, đã tiến công trên cánh đồng Borodino, đã chiến đấu chống kẻ thù ở Moscow và Leningrad, ở Kiev, Minsk, Stalingrad và Kursk, Sevastopol và Kharkov. Và bây giờ cũng thế, trong những ngày này các bạn đang chiến đấu vì những người dân của chúng ta ở Donbass, vì an ninh của Tổ quốc chúng ta, vì nước Nga. Ngày 9 tháng 5 năm 1945 mãi mãi được ghi vào lịch sử thế giới như một chiến thắng khải hoàn của nhân dân Xô Viết thống nhất, của lòng đoàn kết và sức mạnh tinh thần của toàn dân, của chiến công vô song ở tiền tuyến và hậu phương. Ngày chiến thắng đang cận kề và quý giá đối với mỗi chúng ta. Không có gia đình nào ở Nga không bị tàn phá trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tưởng nhớ về cuộc chiến không bao giờ phai nhạt vào ngày này trong dòng người bất tận của trung đoàn bất tử, là những người con, người cháu, người chắt của những người anh hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Họ mang theo hình ảnh của những người thân của mình, những người lính đã ngã xuống và muôn đời còn trẻ mãi mãi, và những người cựu chiến binh đã xa rời chúng ta. Chúng ta tự hào về thế hệ những người chiến thắng dũng cảm vô song rằng chúng ta là những người thừa kế họ. Và nhiệm vụ của chúng ta là gìn giữ ký ức về những người đã đánh tan chủ nghĩa phát xít, những người đã di chúc cho chúng ta hãy cảnh giác và làm tất cả để nỗi kinh hoàng của chiến tranh toàn cầu không lặp lại. Và do đó, bất chấp tất cả các bất đồng trong quan hệ quốc tế, Nga luôn chủ trương tạo dựng một hệ thống an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, một hệ thống cần thiết có ý nghĩa sống còn đối với toàn thể cộng đồng thế giới. Trong tháng 12 năm ngoái, chúng ta đã đề nghị ký kết một hiệp ước về đảm bảo an ninh. Nga đã kêu gọi phương Tây tham gia đối thoại trung thực, tìm kiếm các giải pháp hợp lý thỏa hiệp, có tính đến lợi ích của nhau. Tất cả đều vô ích, các nước NATO không muốn nghe chúng ta. Điều đó có nghĩa là về thực chất, họ có những kế hoạch hoàn toàn khác và chúng ta đã thấy điều đó. Các hoạt động đã được tiến hành công khai để chuẩn bị cho một chiến dịch trừng phạt tiếp theo ở Donbass, cho một cuộc xâm lược các vùng đất lịch sử của chúng ta, gồm cả Crimea. Tại Kiev, họ đã tuyên bố về khả năng có thể mua được những vũ khí hạt nhân. Khối NATO đã bắt đầu tích cực triển khai quân sự các vùng lãnh thổ tiếp giáp với chúng ta. Và như vậy, một mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng ta đã được tạo ra theo một kế hoạch có sẵn, hơn nữa ở ngay sát biên giới của chúng ta. Tất cả việc đó nói lên rằng một cuộc đụng độ với những kẻ tân phát xít và những người theo chủ nghĩa Bander đã được Hoa Kỳ và các đối tác đàn em của họ đặt cược và không thể tránh khỏi. Tôi nhắc lại, chúng ta đã thấy cơ sở hạ tầng quân sự được triển khai như thế nào. Hàng trăm cố vấn nước ngoài đã bắt đầu làm việc như thế nào. Những chuyến cung cấp vũ khí hiện đại nhất của các nước NATO diễn ra thường xuyên. Những mối quan nguy hiểm tăng lên mỗi ngày. Nước Nga đã phủ đầu trước những hành động gây hấn. Nó là một quyết định bắt buộc, đúng lúc và duy nhất đúng. Quyết định của một quốc gia có chủ quyền, mạnh mẽ, độc lập. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi Liên Xô tan rã, đã bắt đầu nói về tính độc quyền của mình. Và như vậy đã làm ô nhục không chỉ toàn thế giới mà còn cả các chư hầu của mình. Và họ phải giả vờ như không nhìn thấy gì cả và ngoan ngoãn ngậm hộ bồ hòn lòng ngọt. Nhưng chúng ta một đất nước khác,
Nga có một tính cách khác. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu Tổ quốc, từ bỏ niềm tin vào các giá trị truyền thống, từ bỏ các phong tục của Tổ tiên, từ bỏ sự tôn trọng đối với tất cả các dân tộc và các nền văn hóa. Còn ở phương Tây, các giá trị đúc kết qua hàng nghìn năm này, theo thực tế, họ đã quyết định hủy bỏ. Sự suy thoái đạo đức như vậy đã trở thành cơ sở cho việc xuyên tạc lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, kích động phong trào bài Nga, ca ngợi những kẻ phản bội và chế giễu ký ức của các nạn nhân của chúng, xóa bỏ lòng dũng cảm của những người đã giành được và chịu gian khổ vì chiến thắng. Chúng ta biết có các cựu chiến binh Mỹ muốn đến dự lễ duyệt binh ở Moscow lần này và họ nhưng họ đã bị cấm làm điều đó. Chúng tôi muốn biết rằng chúng tôi luôn tự hào về những chiến công của họ, đóng góp của họ vào chiến thắng chung. Chúng ta tôn vinh tất cả những người lính của quân đội đồng minh, người Mỹ, người Anh, người Pháp, những người tham gia kháng chiến, những người lính và du kích dũng cảm của Trung Quốc, tất cả những người đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. Các đồng chí kính mến, ngày nay lực lượng dân quân Donbass cùng với các chiến sĩ của quân đội Nga đang chiến đấu trên chính mảnh đất quê hương mình, đó là nơi những người dân quân của Sviatoslav và Vladimir Monomakh, những người lính của Rumyantsev và Potemkin, của Suvorov và Brusilov đã đánh bại kẻ thù, là nơi mà những người anh hùng của chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã chiến đấu đến cùng. Bây giờ tôi muốn nói với lực lượng vũ trang của chúng ta và lực lượng dân quân Donbass. Các bạn đang chiến đấu vì Tổ quốc, vì tương lai của Tổ quốc, vì mục đích không để ai quên những bài học của chiến tranh thế giới thứ hai, để thế giới không có chỗ cho bọn đao phủ, trừng phạt và phát xít. Hôm nay chúng ta xin cúi đầu tưởng niệm tất cả những người đã bị tước đi mạng sống trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trước vong linh của những người con trai, con gái, những người cha, người mẹ, người ông, người chồng, người vợ, người anh, người chị, người thân, bạn bè. Chúng ta xin cúi đầu trước vong linh của các liệt sĩ ở Odessa đã bị thiêu sống trong nhà công đoàn vào tháng 5 năm 2014. Trước vong linh của những người già, phụ nữ và trẻ em ở Donbass, là những dân thường đã bị chết vì các cuộc pháo kích tàn nhẫn, những cuộc tấn công man rợ của những người theo chủ nghĩa tân phát xít. Chúng ta xin cúi đầu trước những đồng đội của chúng ta mà đã hy sinh anh dũng trong trận chiến chính nghĩa vì nước Nga. Xin tuyên bố phút mặc niệm bắt đầu. Các đồng chí kính mến, sự ra đi của mỗi cán bộ chiến sĩ là niềm tiếc thương cho tất cả chúng ta, là sự mất mát không có gì bù đắp được đối với người thân và bạn bè, nhà nước, các tỉnh thành, xí nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ làm tất cả để chăm sóc và giúp đỡ các gia đình đó. Chúng ta sẽ hỗ trợ đặc biệt cho con cái của các đồng chí đã hy sinh và bị thương. Nghị định của Tổng thống về việc này đã được ký kết ngày hôm nay. Tôi xin chúc các chiến sĩ và sĩ quan bị thương nhanh chóng bình phục. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, các bệnh viện, quân đội đã làm việc quên mình. Xin cúi đầu trước các bạn vì đã chiến đấu để giành lại mỗi một cuộc sống, thường là dưới làn hỏa lực trên chiến tuyến mà không tiếc bản thân mình. Các đồng chí kính mến, bây giờ tại đây trên quảng trường đỏ, binh lính và sĩ quan
Từ nhiều vùng trên Tổ quốc rộng lớn của chúng ta đang kề vai sát cánh bên nhau. Trong đó có những người đã tiến thẳng, trong đó có những người đã đến thẳng từ Donbass, từ khu vực chiến sự. Chúng ta ghi nhớ kẻ thù của nước Nga đã cố sử dụng các băng nhóm khủng bố quốc tế để chống lại chúng ta như thế nào, đã cố gieo rắc thù hận quốc gia và tôn giáo để làm suy yếu và chia rẽ chúng ta từ bên trong, nhưng không làm được gì cả. Hôm nay những chiến sĩ các dân tộc khác nhau của chúng ta đang cùng nhau cánh vác che chắn cho nhau để tránh đạn và những mảnh bom như là những người anh em ruột thịt. Và đây là sức mạnh của nước Nga, sức mạnh to lớn không thể khuất phục của nhân dân đa dân tộc của chúng ta. Hôm nay các bạn đang bảo vệ những gì mà cha ông cố của chúng ta đã chiến đấu vì chúng. Đối với họ, ý nghĩa cao cả nhất của cuộc sống luôn là sự phồn thịnh và an ninh của Tổ quốc. Đối với chúng ta, những người thừa kế họ, lòng trung thành đối với Tổ quốc là giá trị chính, là chỗ dựa vững chắc cho nền độc lập của nước Nga. Những người đã đánh tan chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại là tấm gương cho chúng ta về chủ nghĩa anh hùng trong mọi thời đại. Đó là thế hệ của những người chiến thắng và chúng ta sẽ luôn ngang bằng họ. Vinh quang cho lực lượng vũ trang, lòng dũng cảm của chúng ta vì nước Nga, vì chiến thắng. Hoan hô!